Này này cô em chớ u buồn, trời làm ra em sẽ cho thêm điều may. Này này cô em chớ lo, đời thì thiên thang sẽ cho tiền vui mang về. Trời mà chưa vui vẫn tiên trời, buồn giàu hôm nay sẽ tươi cười ngày mai. Đời còn bao nhiêu nắng xanh thì còn xoay nghiêng tóc em xanh rất xanh. Mùa xuân trong mắt, dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Này này cô em cứ cười cười, mỗi ngày chưa vui sẽ thêm trăm ngày vui. Trời đến cho em đó thôi, đời làm ra hoa rất thơm cho em đây này. Lòng người không hay vẫn tin người, bạn bè xung quanh vẫn thương em kia em. Còn nhiều không gian ước mơ, còn nhiều con tim rất ngây thơ, ngây thơ về bên em đây. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Anh à, em nghĩ đừng nên đóng cửa. Còn chút xíu nữa là anh làm chuyện điên rồ này. Có lẽ tối nay mình không gặp nhau, tối mai cũng vậy. Hay là tuần sau nha, em thấy được không? Anh đừng có lo lắng, không sao đâu. Em đã nói với anh rồi, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Em sẽ chờ anh khi nào mình có thể gặp nhau thôi ạ. Lúc nào em cũng dịu dàng, cam chịu nhỉ. Đó là một thế mạnh của em, em rất quyến rũ. Chứ anh không thích sở hữu người đàn bà mà anh yêu hả? Anh sở hữu tất cả những gì anh có. Anh có thể chia sẻ cho mọi người bất cứ điều gì. Nhưng với đàn bà thì không. Em nhớ điều đó. Chị Tâm à, chị cho em gửi thằng bé ở chỗ chị một lát nhé. Chỉ có chị nói nó mới nghe. Các sếp vừa phàn nàn em về nó rồi. Dạ? Không có Hùng Long ở đó ạ? Thế thì tốt quá còn gì. Vâng. Chị Tâm ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em sẽ đưa thằng bé lên ngay bây giờ đấy. Vâng. Ông đọc cái gì mà buồn ngủ thấy mồ, tôi chẳng có hiểu gì hết. Nhưng mà con đọc con hiểu mà. Tất nhiên là trong những bông hoa đó, em là bông hoa đẹp nhất. Anh nói cứ như là sách vậy đó. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy, vậy mà vẫn còn nằm trong chăn. Có người phàn nàn đấy. Anh An. Nè, anh Văn Thư. Anh đi đâu mà giờ này mới chịu giác sát về? Có người phàn nàn anh đó. Rồi sao? Đâu có sao. Tôi chỉ muốn nhắn cho anh một lời nhắn từ quầy lễ tân thôi. Vậy thì nhờ anh nhắn lại cái địa chỉ đó. Là cái chuyện tôi đi đâu là quyền của tôi, không ai được quyền can dự vào. Với lại tôi sử dụng cái giờ nghỉ trưa của tôi mà. Với lại tôi đâu có ngu mà bỏ qua cái cơ hội được ở bên cạnh một người đẹp nghiêng thành đổ nước như vậy. Cảm ơn anh về bữa trưa nha. Em còn nợ anh một lời mời đó. Vậy hả? Vậy ngày mai chúng ta thanh toán nợ nần luôn nha. Vậy hẹn ngày mai ha. Con, con đi theo thang máy lên chỗ bác Tâm nhá. Ở đó có nhiều chỗ chơi lắm. Mà con hỏi chú này xem là đi cùng chú có phiền không nhá. Không phiền gì đâu con à. Cứ đi theo chú. Chú sẽ chỉ con biết những điều mà người đàn ông cần phải biết. Chúng ta sinh ra là đàn ông là đã bất hạnh rồi con à. Điên dở hơi thần kinh lại còn tinh tướng. Vâng. Thực sự là em cũng không muốn mắc nợ đâu anh ạ. Nhưng mà mong anh thông cảm cho.
Tại vì bây giờ công ty của em phát lương muộn quá nên là em không trả cho anh được. Nhưng mà em hứa là ngay khi em nhận được lương thì em sẽ trả cho anh cả vốn lẫn lãi. Gì ạ? Dạ đúng. Thì hiện tại bây giờ em vẫn làm thư ký của tổng giám đốc. Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi thì em sẽ được bố trí vào một công việc cao hơn. Vì khả năng của em còn hơn như thế nữa. Ê này này, không cho cái thằng bé vào trong đó. À không không, xin lỗi. Dạ. Vâng, mong anh thông cảm cho em thêm một thời gian nữa. Em hứa là em sẽ trả tiền sớm ạ. Vâng, em cũng biết là em đã thất hứa nhiều lần rồi. Nhưng lần này thì sẽ đúng hẹn ạ. Dạ vâng, rồi có gì em nói chuyện với anh sau nhé. Dạ dạ, Mai Lan. Này này, mình nói nghe. Trời ơi, bên ngân hàng họ lại điện thoại để đòi tiền. Cậu có nhớ là cái khoản tiền mà mình đã mượn tiền để mà mua căn nhà không? Chuyện đó mình nghe rồi, còn gì khác không? Họ nói nếu như không trả lại tiền thì họ sẽ tịch thu lại đấy. Phải bán cái xe đi rồi trả nợ cho họ. Này, bán xe đi thì lấy cái gì mà mình chạy nữa. Thế bây giờ cậu không thể nào cậu nhờ công ty cho mình mượn một khoản tiền được à? Chẳng lẽ cậu còn định mượn thêm một khoản nữa từ công ty? Mai Lan ơi, giúp mình với đi. Tại vì thực sự bây giờ là mình quá bế tắc rồi. Cậu đấy nói với anh Đông nhá, tao không có quyền gì trong chuyện này. Các cô làm cái quái gì đấy hả? À, đang suy nghĩ để tìm cách kiếm một đại gia giàu có, đẹp trai. Đúng đó, mà trước khi bị phát mãi tài sản á, thì phải khai thác tối đa vốn tự có đã. Giám đốc, làm ơn làm phước chỉnh điện thoại nghe nhỏ liềm tôi xíu đi. Ồn quá, làm dạ, gì được gì trơn trọi. Chỉnh liền. Alo. Điện thoại hoài. Cậu gọi điện thoại đến công ty tớ làm gì thế? Ừ thì mình gọi đó. Để báo cho Diệu biết là mình đã gửi qua email cho Diệu mấy cái bản báo cáo thu nhập công ty với lại tình hình kinh doanh của mấy ngân hàng đó mà. Diệu yêu cầu chứ còn gì nữa. Rồi ạ. Có thế mà cậu phải nhắn nghe với Phương Trinh à? Trời, tại sao không? Hồi đó là cơ hội của mình chứ bộ. Đúng không? Nói thiệt cho Diệu biết nha. Nói chuyện xong á, đến bây giờ mình vẫn còn xúc động. Xúc động đến nỗi quên ăn cơm trưa luôn á. Không biết bác gái có chữa gì cho mình không? Cậu nên ngưng ngay cái câu chuyện đó đi. Cậu có biết là đã làm một việc hết sức ngu xuẩn không? Ai khiến cậu nhắn với cô ta cậu là giám đốc công ty Vinamode? Là ông chủ? Ờ, nhưng mà như vậy có sao đâu. Trên danh nghĩa mình vẫn là người quản lý công ty Vinamode cơ mà. Đúng chưa? Hay là định cách chức mình? Đừng có ngớ ngẩn thế Ninh Lâm. Hãy nhớ một điều giản dị là không được tiết lộ thông tin cho kẻ thù của mình. Đằng này cậu lại nói phét là cậu là ông chủ của Vinamode. Một đại gia, có ô tô và tài xế riêng, lại còn là thành viên một câu lạc bộ VIP. Cậu nên nhớ cái tên Vinamode không bao giờ được phép nhắc ở công ty này. Cậu có biết là nó đặc biệt nguy hiểm nếu được phun ra từ miệng của Phương Trinh không? Có sao đâu. Trời, cái miệng nó xinh quá trời chứ. Đúng chưa? Nhắc đến mình còn thèm nè. Nè, Diệu. Diệu có biết không? Mình tính toán rồi nha. Số tiền bây giờ mà chúng ta đang có đó ngang bằng với số lần mà mình muốn hung Phương Trinh. Nè, cho mình hỏi cái coi. Cô ấy có quan tâm gì đến mình sau cuộc điện thoại đó không? Thôi đi, đừng ngồi đó mà mơ. Rồi cứ tưởng bờ. Trời, sao tự nhiên lại cáu gắt với mình? Đúng không? Mình biết là không thể nhắc đến được tên Vinamode trong công ty của Diệu. Nhưng mà Diệu nghĩ đi. Liệu là mình có giữ được mãi bí mật hay không? Khi mà tất cả các hóa đơn, chứng từ, tất cả mọi thứ liên quan đến công ty SPPT đều có dấu ấn của Vinamode. Đúng không? Hay là Diệu ghen tị với sắc đẹp của Phương Trinh rồi cáu gắt với mình? Tớ thèm vào ấy. Cậu cứ nghĩ xem nhé, nếu còn chút trí khôn, cậu đã giới thiệu với Phương Trinh nào là ông chủ, nào xe hơi, nào là tôi đã chơi ở sân golf, nào là khách VIP. Giả sử An Đông nghe thấy những điều đó thì chả có hơi hớm và lợi lộc gì cả. Trời, Diệu cứ quan trọng hóa vấn đề không mà. Đúng không? Anh ta nên nhớ, anh ta tồn tại cho đến bây giờ đó là nhờ công sức rất lớn của tụi mình. Trong đó công sức của mình không có nhỏ. Đúng chưa? Bây giờ bỏ anh ta qua bên đi. Nói cho mình biết sao cú điện thoại đó Phương Trinh có bị sốc không? Hả? Sao lại im lặng vậy? Nói gì đi chứ. Chúng ta sẽ nói chuyện đó ở nhà nhé.
Trời ơi, nói gì thì nói một câu thôi, nói cho mình biết coi. Chẳng thế nào cả. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu là người yêu của mình, là một tổng giám đốc Vinamode đấy. Cái gì? Diệu là người yêu của mình đó hả? Trời ơi, đừng có chơi ác vậy nha. Cậu cứ đi mà để cái chính đi. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế đấy. Trời đất ơi, từ từ khoan đã, giải thích cho mình coi. Tại sao lại như vậy? Có mà điên mới xảy ra chuyện này đó. Khùng hả? Trời đất ơi, tôi nha, tôi chỉ dành cho người đẹp thôi. Ảo tưởng. Anh Mạnh, em nói chuyện với anh một chút có được không? Chỉ một chút thôi anh ạ. Em không làm phiền anh cả đời đâu. Hãy nói đi. Em biết là chuyện của chúng mình sẽ chẳng đi tới đâu cả. Đương nhiên. Vậy mình có thể là bạn với nhau được không? Có thể. Với tư cách là một người bạn, em muốn hỏi anh một điều. Nói đi. Em đang rất cần 50 triệu để trả góp cho căn nhà. Nếu không trả tiền, họ sẽ tịch thu lại căn nhà của em. Anh giúp em có được không? 50 triệu mà cũng đủ cho cô à? Anh có thể giúp em nhiều hơn như thế sao? Tôi biết là cô đang rất cần tiền. Hay nói chính xác hơn là luôn luôn cần tiền. Nhưng bây giờ tôi đào đâu ra số tiền đó? Bởi vì tất cả tôi đã đầu tư vào làm ăn rồi. À, hay là tôi về tôi cầm ô tô hay căn nhà cho cô vay nhé. Em biết là những người kinh doanh như tụi anh thì đồng tiền sẽ không bao giờ nhàn rỗi cả. Nhưng anh có thể nghĩ cách nào để giúp em được không? Đương nhiên là tôi sẽ giúp cô. À, tối nay tôi hẹn một số người bạn và tôi sẽ hỏi xem ai sẵn sàng giúp cô số tiền đó. Rồi tôi sẽ trả lời cô nhé. Ok. Vâng. À, chào anh Mạnh. Đang định dặn món khoái khẩu gì nữa đây? Anh. Em nói chuyện với anh một chút có được không? Nhá. Em đang cần 50 triệu. Anh cho em vay được không? 50 triệu? Vâng. Em cần 50 triệu để trả góp căn hộ. Nếu không thì họ sẽ lấy lại căn hộ của em. Anh giúp em nha. Thôi cô đừng thề thốt làm gì nữa. 500 ngàn tôi còn chẳng có nữa là 50 triệu. Em hứa là tháng sau em sẽ trả lại cho anh. Em biết là anh có tiền đó mà. Với lại anh cũng không phải lo lắng và chăm sóc cho ai. Anh làm ơn giúp em với. Con lạy bà nội nhé. Bà nội, bà nội nghĩ là con sống bằng không khí và nước lã hả? Tôi nói với cô chứ tôi cũng chả thua gì các cô cả. Tôi cũng phải son, phải phấn, phải đi spa. Mà nếu như có tiền ấy là tôi cùng với bạn trai của tôi đi du lịch ở nước ngoài. Ít ra thì đấy cũng cho tôi một cuộc sống rất là phong phú. Mà hơn nữa tôi nói thật với cô nhé. Tôi chả dạy gì cho phụ nữ vay tiền cả. Bởi vì nếu như người phụ nữ mà không có khả năng chi trả thì mọi chuyện coi như là tan nát và te tua. Có một lời khuyên thế này này. Hãy nhằm vào những thằng đàn ông đích thực mà vay tiền nhé. Người đó dứt khoát không phải là tôi. Cưng. Em về đây ạ. Ờ, em về. Anh xin lỗi là hôm nay anh không đưa em về được. Anh đừng có anh này. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Anh. Hôm nay em về cùng anh được chứ? Sao thế? Sao không trả lời? Hay lại có chuyện gì riêng tư không muốn nói với em à? Không, anh định nói là anh sẽ về cùng với em. Vậy chúng ta đến spa nhé, chúng ta sẽ cùng thư giãn. À, sao rủ anh tới đó? Em đã mua sữa tắm, mua dầu thảo mộc, tất cả mọi thứ và chúng ta sẽ được thư giãn tuyệt đối. Ừ, tốt thôi. À, em xin lỗi anh chị ạ. Sao thế? Sao trông anh căng thẳng thế? Đâu có gì đâu. Em cứ suy luận. Anh với lại Quyền Diệu đang bàn công việc thì em tới. Quấy ngại quấy bỏ về thôi chứ có gì đâu. Thế á, em chả suy diễn gì cả. Em đang sợ là anh sợ cô ta đem chuyện của chúng ta đi bàn tán với một ai đó đấy. Thôi thôi thôi. Thôi mình đi spa ha. Đi em, đi. Hay là
Hay nếu anh không thích thì mình không cần đến spa đâu. Ừ, thôi mình về nhà đi, rồi ngâm trong bồn với đủ thứ hầm bà lăng mà em mua. Ôi trời ơi, thằng quỷ nào ở trong phòng làm việc của tôi thế này hả? 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 À, anh Hùng Long ơi, nó chỉ là đứa con nít thôi mà, à, với lại nó đâu có phá phách gì đâu. Tôi đã nói với chị biết bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn bất cứ một đứa trẻ nào trong studio của tôi, kể cả trong cuộc đời tôi cũng không muốn. Nhá. Tại vì hôm nay nhà nó có công chuyện cho nên nó tới đây nó ở đỡ mà. Tôi chỉ chấp nhận một đứa trẻ do chính người yêu tôi giới thiệu, ngoài ra không cần bất cứ một đứa nào khác, chúng nó chỉ làm phiền tôi thôi. Tôi nghĩ với tính cách lạnh lùng bốc đồng của anh á, thì anh không thể nào nuôi một đứa con nít đâu. Tại vì anh đâu có yêu thương đâu mà anh nuôi tụi nó. Này này, cái mồm, tệt cái mồm đi nhá. Đúng là rủa. Con chào bác Hùng Long đi con. Con chào bác Hùng Long. Bác biết gì? Bà Hùng Long, chào đi. Con chào bà. Ừ, bà chào con. Biến. Đi con. Nhìn gì? Anh nghĩ sao nếu như có một đứa trẻ được sinh ra từ bồn tắm tối nay? Ý của em hay á, chắc đó là nàng tiên cá. Con chào chú, con chào cô. Chào con. Dạ, thưa anh Đông. Ừ, em muốn nói chuyện với anh một chút được không ạ? Tôi với cô làm gì có chuyện mà nói. Tôi nhớ là hình như đâu có. Em chỉ nói một lần thôi ạ. Ừ, được, tôi nghe đây. Anh cho em mượn 50 triệu có được không? Sáng giờ cô có uống rượu không vậy? Có say không? Dạ không. À, Mai Lan, dặn Phương Trinh không uống rượu trong giờ làm việc á. Lạnh lùng, tàn nhẫn. Người ta cần tiền thì người ta mới mượn chứ. Vậy mà ráng nói người ta uống rượu. Thế tối nay cậu và thằng bé sẽ ở đâu? Mình, hai mẹ con mình sẽ ở tạm nhà chị Sâm vài hôm trong khi chờ thuê nhà. Thằng bé rất cần một người đàn ông để bảo ban nó. Ở trong tờ báo này có đăng quảng cáo cho thuê nhà nè. Giá mà tìm được ai đó cùng thuê nhà thì tốt biết mấy, đỡ tốn tiền. Trả lại mẹ đi con. Chắc là em phải gọi taxi thôi chứ ai lại để nó lách cách đi xe buýt như thế. Alo, Thảo Miên hả? Em về chưa? Anh đợi em dưới này nè. Ừ, anh muốn gặp em trước khi về. Ừ, đừng có cho anh leo cây nha. Ừ, anh tin rằng em sẽ không đối xử với anh tệ giống như là những người phụ nữ khác. À, anh chờ em nha. Đi thôi con. Con giúp mẹ xách đồ nhá. Mẹ con mình phải tự lập cánh sinh thôi, chẳng trông chờ vào ai được đâu. Bà Hương, tốt nhất á là bà cứ nhớ là bà với anh Phê đã chia tay, chẳng còn vương vấn gì nữa. Tại bà đóng đa đóng đảnh, đẩy đưa đẩy, bây giờ mất rồi đó. Gieo gì thì phải gặt cái nấy thôi. Thôi đi, bà không cần dạy khôn tôi, nhiều chuyện. Cô Phương Trinh nè, tôi không nghĩ cô sẽ gọi cho tôi sớm thế đâu. Anh Đăng Dương, anh hãy nghe em nói đây. Em muốn nói chuyện một cách thẳng thắn với anh. Em đang rất cần 50 triệu mà không biết tìm ở đâu ra. Anh có thể giúp em được không? 50 triệu? Để tôi tính xem là được bao nhiêu đêm. Nếu như mỗi đêm tôi giả công 1 triệu, tổng cộng sẽ là 50 đêm. Cũng hơi khó đấy. Tại vì tôi không thể lên giường với cô 50 lần mà không có cảm giác ngấy đến tận cổ. Nhưng không sao, tôi sẽ thử chia sẻ với mấy thằng bạn xem có thằng nào muốn chịu chung với tôi không. Anh Đăng Dương ạ, anh là đồ khốn nạn. Ông giám đốc ơi. Dạ. Phù bạc dọn cơm, nhanh lên. Ủa, có đồ ăn rồi hả bác? Phương Trinh ơi, đi ăn với anh nha. Ông ơi, ăn cơm. Ừ, cơm đi. Đói lắm rồi, ăn mà làm việc nữa. Chà, bữa nay cái thằng này mà nó phụ bà dọn cơm á, chắc bão sắp tới à. Ồ, con chào bố mẹ.
Chào con. Trời ơi, hôm nay con ăn mặc gì kỳ cục vậy Diệu hả? Trời đất ơi, con quá trang diễn tuồng hả? Định làm đầu hát hả? Ông thiệt á, chị tồi mà đáy nghiện con thôi. Ôi cha, là quá, con muốn thay đổi hình thức bên ngoài một chút, ông hiểu không? Ông kỳ quá đi trời ơi, nhìn Diệu cũng được á chứ. Bộ tính đi vũ hội hóa trang hả? Cho mình với Phương Trinh đi cùng với. Dán cái miệng cậu lại đi, còn không ra về cái bụng rỗng tuếch bây giờ. Bố ạ, con sẽ trở lại như cũ thôi bố. Mẹ, giúp con tháo cái tóc này ra mẹ nhé. Thôi, nếu con muốn để như rửa thì cứ để đi, hiểu chưa? Mẹ nhìn nó thấy dễ thương lắm. Con cảm ơn mẹ, nhưng mà mấy anh chị ở trong văn phòng con bảo là nếu con mặc như cũ thì trông dễ coi hơn. Bố mẹ cứ dùng cơm đi ạ, con không đói ạ. À Diệu, chờ chút, mình hỏi cái này cái. Nè, dạ. Con thấy là không được làm phiền đó. Nó đáng buồn, con thấy không? Rất buồn. Con thấy đâu có gì đâu. Con thấy ấn tượng lắm á. Diệu ơi. Trời nè bà. Nè, con gái nó ăn mặc như vậy á, mà bà khen nó dễ thương là bà khen sao hả? Ông không biết gì hết á. La nó như rửa là tội nghiệp nó, hiểu chưa? Tội nghiệp. Kiểu này chắc tôi nghiệp không nổi rồi á. Nè. Không có phán xét gì nữa. Yên tâm, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Mình sẽ không đưa ra bất cứ một phán xét nào, một nhận xét gì về cái hình dạng xấu xí, một cái hình dạng như con quạ sơ sát của Diệu bây giờ đâu. Mà mình chỉ cần biết một điều thôi, Diệu phải trả lời ngay cho mình biết. Mình trở thành bạn trai của Diệu từ khi nào? Từ tối hôm qua. Bây giờ cậu ra ngoài cho tớ thay đồ đi. Tối hôm qua là sao? Không có đi đâu hết á. Đi vô đây, ngồi xuống đây. Tối hôm qua là từ khi nào, lúc nào? Chẳng lẽ là trong giấc mơ, hay là tôi đang ngủ rồi Diệu đến quấy rối tình dục? Không có quấy rối tình dục gì cả. Tối hôm qua tớ nói với các chị nhân viên trong công ty, tớ và cậu từ nay cậu đóng hai vai á. Vậy là Diệu nói với mọi người là tụi mình đã yêu nhau. Thế có gì đáng sợ đâu hả Ninh Lâm? Trời ơi, nhưng mà Diệu phải biết một điều là nói như vậy sẽ làm xấu đi hình tượng của mình trước cái đám nhân viên nữ trong công ty, đúng không? Bây giờ đám dịch trời đó hả, tha hồ mà bêu đéo, thậm chí là chế giễu mình nữa. Rồi còn Phương Trinh nữa. Phương Trinh có biết chuyện này không? Phương Trinh là người biết đầu tiên. Trời ơi, Diệu giết tôi rồi, Diệu giết tôi rồi, Diệu biết không? Ninh Lâm à, Ninh Lâm, đừng đập đầu vào giường nữa Ninh Lâm. Để tôi chết đi cho rồi, cho vừa lòng Diệu. Không không, Ninh Lâm, đến đây tới chỉ cho. Cậu muốn chết phải không? Đập đầu vào đây nè. Đâu? Đập đi cho nó sướng. Bây giờ Diệu nói đi, tại sao Diệu nói vậy? Thì mấy chị cứ hỏi chuyện yêu đương của tớ, thì tớ phải nói dối thôi. Diệu nói sao? Nói gì? Diệu chỉ biết chuyện lợi cho Diệu không mà, đúng không? Đồ tồi. Diệu nói gì nói nghe coi. Thì tớ nói là cậu đang điên lên vì tớ. Cậu đang đau khổ, khóc lóc với tớ. Cậu đang say đắm tớ. Cậu phải giành giật mới có được tớ. Ninh Lâm à, chuyện có gì đâu. Cậu nhìn đây này, bộ mặt xấu trai của cậu làm sao có được một bạn gái đẹp hơn tớ hả? Ninh Lâm à, tớ năn nỉ cậu, hãy đóng làm bạn trai của tớ đi. Say đắm tớ, đau khổ và đang cố gắng giữ tớ trong vòng tay, không để kẻ khác cướp mất. Trời, bà cô tỉnh lại giùm đi cái bà cô. Đường tình yêu của bà cô đã bế tắc rồi, tự nhiên giờ kéo tôi chung vô theo con đường tuyệt vọng của bà cô hay sao vậy? Vậy thì càng tốt. Thì cậu cũng biết Phương Trinh là kẻ thù số 1 của tớ. Cô ấy là bạn của Mai Lan, vợ chưa cưới của anh An Đông. Cả hai đều biết về Vinamode và biết tớ là người yêu của chủ nhân công ty đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu chỉ là bạn trai của tớ thôi, và tớ đã hợp tác với anh ta. Vậy là giờ trước mặt mọi người, tôi với Diệu phải diễn cảnh yêu đương, đúng không? Vậy là phải âu yếm nhau và phải hung nhau. Ninh Lâm đừng làm thế, không thì hàng tiền đạo của cậu và tớ cũng văng mất đấy. Ninh Lâm à, hãy bình tĩnh lại đi. Chúng ta giữ với nhau ở mức độ này thôi nhé. Diệu ác lắm, Diệu biết không? Diệu tính chuyện lợi cho mình đó mà, đúng không?
Trước mắt là vì có lợi nè, có tiếng là có người yêu vừa đẹp nè, vừa sang trọng nè, vừa có tiền nè, đẹp trai như tôi nữa. Trong khi tôi không được gì hết trơn á, phải không? Móm toàn diện, đâu có sơ múi gì nhiều được đâu. Thậm chí ở đường khám phá chân dài của Phương Trinh cũng bị cắt luôn. Ác độc. Thôi mà, đừng xì vả tớ vậy nữa. Cô ấy không phải dành cho cậu đâu, quên đi trước khi kịp nghĩ đi. Thì nhìn trang tấm hình của cô ấy đấy, không thôi nguy hiểm đến tính mạng của cậu đấy. Nhưng mà này, tớ nói cho cậu nghe nhá, khi nào cậu gọi điện thoại đến công ty tớ mà cô ấy bắt máy là cậu phải cúp ngay, không được ba hoa khoác lác. Rồi thôi, được rồi, đành phải chịu vậy thôi. Giờ đành phải quên người yêu trong mối tình tuyệt vọng. Phương Trinh giờ chắc khổ lắm. Buồn quá, tội nghiệp quá. Cậu tội nghiệp ai? Tội nghiệp trai tài gái sắc. Cậu á? Thì tôi trai tài, Phương Trinh gái sắc. Linh Lâm, sẵn mà lâu rửa, tại ăn cơm đi con. Con không ăn đâu bác ơi, mà chắc mấy bữa nữa con mới ăn được. Càng tốt, đỡ một chút cơm. Chắc rửa. Có bệnh hả? Con đâu có việc gì đâu, con đang đau khổ vì yêu. Phương Trinh, em đang sống thanh thản nha, anh sẽ quay lại tìm em. Ông ơi, thằng Ni đang bình nặng quá ông ơi. Con nói rồi, con đâu có bị bệnh gì đâu, con chỉ bị tan nát trái tim nè. Vậy sao? Mà làm sao hai bác hiểu được tâm trạng của người đang yêu? Hiểu chết liền á. Hai bác không hiểu thôi, con về. Không tiễn. Bác gái ơi, hồi sáng con nghe nói bác có làm bánh mì trứng với bơ. Chưa có ai ăn. Giờ con đi dạo vòng cho nó tỉnh, sẵn con ăn giùm bác. Sao mà phải ăn giùm? Con nghe người ta nói thì vừa thất tình mà vừa không ăn nữa thì mau chết lắm bác. Ôi vậy em cũng sợ chết không? Nè, con đụng một ổ thôi nghe chưa? Đứa này. Đi. Cảm ơn bác. À, nếu mà đêm nay á mà không chết vì tan nát trái tim á thì sẵn mai ghé vào đây, nghe chưa? Ngày mai á tôi nấu đồ ăn ngon lắm. Ủa, ngày mai bác nấu đồ ăn ngon hả bác? Ừ. Vậy thôi con ráng sống thêm ngày nữa. Mai bác làm đồ ăn ngon nha. Dạ bác ha. Thôi con về nha. Con về bác ha. Ừ. Chào nãy giờ mấy lần mày hắt tôi về giùm tao không cái. Làm ơn á, cầm ổi mì này rồi biến đi cho tôi nhờ. Con về nha bác. Hôm nay em đã thất bại khi muốn trở nên đẹp hơn trong mắt anh. Em đã sai lầm trong việc lựa chọn một hình thức chả giống em tí nào. Em biết không ai đủ can đảm nói cho em biết đó là một thảm họa đối với em. May mắn là anh muốn em trở lại như trước kia, như người mà anh đã yêu. Liệu đó có phải là anh muốn đi xa hơn nữa trong quan hệ với em không? Có phải đó là hình ảnh khiến anh ngưỡng mộ và anh muốn giữ gìn nó không? Còn gì nữa ngoài tất cả điều đó? Anh có mong muốn gần gũi em hơn nữa không? Em biết mơ mộng như thế là quá nhiều. Anh đã có Mai Lan, một người đàn bà xinh đẹp hơn em gấp bội phần.
Vậy liệu anh có còn cảm hứng khi ở bên em nữa không? Hương nói với em rằng nếu yêu em thì khi ở bên em, anh sẽ biểu lộ sự khao khát em. Đó là khả năng tự nhiên mà tạo hóa ban cho những đôi tình nhân. Họ hấp dẫn nhau, khao khát vươn về phía nhau. Nhưng em không cảm nhận được điều đó mỗi khi chúng ta ở bên nhau. Hay là em chưa khám phá được điều đó? Anh là tình yêu của em, nhưng sao em thấy anh xa cách quá? Dường như anh chưa hoàn toàn thuộc về em. Và giờ đây, để giữ gìn sự an toàn trong mối tình vụng trộm này, đáng lý chúng ta luôn được vai kẻ vai thì đành phải chấp nhận không được gặp nhau thường xuyên. Việc này là vô cùng khó khăn đối với em. Vì em khao khát anh, muốn ở bên anh từng giây, từng phút, để được âu yếm, hiến dâng cho anh tất cả. Và em sợ hãi mỗi khi ở bên cạnh anh, sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Em muốn lao vào vòng tay anh để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như tất cả các đôi tình nhân khác thường phải có. Hương khuyên em là nên chủ động nếu người đàn ông còn quá e dè. Em vừa muốn khám phá anh, vừa sợ vì chả hiểu phải bắt đầu từ đâu. Em cũng không đủ can đảm để làm như Hương bảo. Chuyện gì mà nhìn anh vậy? Không, không, không có gì đâu ạ. Không có chuyện gì thiệt hả? Không, em chỉ thích nhìn anh vậy thôi. Được, muốn nhìn hay muốn làm gì cũng được. Không, thật mà, em chỉ thích nhìn anh thôi. Bởi vì lâu quá mình mới được ngồi bên nhau như thế này anh ạ. Em được gần anh, em có thể nhìn anh, em khiêu vũ được với anh, em được chạm vào anh. Em có rất nhiều thứ cảm xúc em không nói được đúng không ạ? Anh cũng có cảm xúc giống như em kể vậy. Anh cũng thấy trống vắng lắm khi mà phải sai. Anh có biết không, em đếm từng giây từng phút để được gặp anh như thế này. Sau đêm nay chắc em phải đếm ngược lại để đến khi nào được gặp anh. Anh cũng có suy nghĩ giống như em. Như vậy là cả hai chúng ta cũng có cùng quan điểm của anh. Vâng, em rất mến anh ạ. Em rất thích anh ạ. Em chết rồi. 12 giờ rưỡi. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Mai Lan đang chờ anh ở nhà đúng không ạ? Biết làm sao được, nhưng mà mình cần phải yên ổn để làm việc. Anh cũng không muốn mất thời gian riêng tư như vậy đâu. Vâng, anh không cần phải giải thích đâu, em hiểu ạ. Cho anh nói hết đã. Em chẳng những là một người bạn gái, là một người yêu của anh, mà còn là một người cộng sự đắc lực nữa. Nói chung là quan hệ của anh với em là N trong một. Em cho anh rất là nhiều. Em hiểu anh muốn nói gì không? Em hiểu ạ. Đỗ ở đây ạ. Em sợ à? Vâng, em sợ bố mà cứ đứng ở cửa sổ là sẽ nhìn thấy ạ. Anh lùi lại một quãng được không ạ?
dừng ở đây được rồi anh ạ. Em phải cảm ơn anh lần nữa rồi. Anh đã cho em một buổi tối thật là thích. Em sẽ chờ cuộc gặp lần sau, cho dù bao lâu đi nữa anh ạ. Anh hy vọng là thời gian sẽ trôi qua mau để chúng ta được gặp nhau. Về nha. Vâng. Em cũng mong là chúng ta sẽ gặp nhau rất gần phải không anh hả? Anh sợ đậu ở đây lâu quá bà em ra, rồi nhiều khi gặp tụi vô côn như hôm trước không có hay lắm. Vâng ạ, em biết. Chào anh em về. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Hy vọng là em không bị bắt trai la. Chắc không sao đâu anh ạ. Chào mẹ. Ừ. Bố ngủ chưa mẹ? Trời ơi, đang ngồi cạnh hạt dưa mà chờ con á. Con chào bố. Mai là cô còn nhớ đường về nhà đó. Mà tôi thông báo trước nghe, cứ về trễ như vậy hoài là buộc lòng tôi phải thay ổ khóa đó. Đừng có trách à. Trời ơi, đừng có trách mặn con nữa. Mới hơn 12 giờ thôi. Ông đừng quên hôm nay là ngày sinh nhật của con đó. Hiền Diệu, hôm nay là sinh nhật của con. Mẹ chúc con là luôn luôn mạnh khỏe này, luôn luôn vui tươi và xinh đẹp thì. Con cảm ơn mẹ. Trời ơi, không chúc mừng con à? Thì chúc. Thì sinh nhật con, bố cũng chúc mừng con gái bố. Con nên nhớ là bố mẹ lúc nào cũng yêu thương con. Gia đình này là gia đình của con, đừng có quên mái ấm này nha không con, nghe không? Con cảm ơn bố. Nì, tiệc cốc tai về sếp á, vui không? Vui mẹ. Ừ. Con về trễ một chút, nhưng mà sếp đưa con về tận nhà á mẹ. Rửa thì anh ta đó, có chúc mừng con không? Không mẹ, anh ấy không biết hôm nay là sinh nhật của con đâu mẹ. Sao mà không biết? Thì con không nói cho anh ấy biết, con ngại mấy chuyện này lắm mẹ. Ơi, con làm vậy là đúng rồi. Nói ra là cái người ta tưởng mình là dồ dĩnh quà cáp này nọ nữa. Mình nghèo nhưng mà phải cư xử cho ra đàng hoàng. Kiêu hãnh chứ, đừng có để người ta khinh mình hay là người ta coi thường mình, hiểu chưa? Coi thường chứ mà coi thường, tôi thì tôi nghĩ khác. Nếu sếp mà quan tâm đến nhân viên như rửa thì ít ra phải có một lời chúc mừng đi, hay là một vài bóng hoa để động viên nhân viên của mình. Nó tận tụy đóng góp cho công ty như rửa, đóng góp cho anh ta như rửa mà. Nhưng mà mẹ ơi, sếp con là bận việc nhiều lắm. Đầu óc của anh ấy cứ căng như dây đàn ấy mẹ. Làm sao mà nhớ được ngày sinh nhật của nhân viên công ty được mẹ? Đúng. Con bé Diệu nói đúng. Người ta làm tổng giám đốc một công ty to lớn như vậy, điều hành rộng khắp như vậy, thời gian đâu mà ta để ý ba chuyện lặt vặt đó. Bà đòi hỏi quá đáng luôn. Đòi hỏi chứ mà đòi hỏi. Tôi nói thiệt á, ông không được nói như rửa. Vì rằng, vì con Huyền Diệu á, là nó không phải là một nhân viên len sen. Nó có vị trí quan trọng ở trong công ty, phải đối xử khác chứ. Đối xử khác làm sao được, tôi nói với bà nghe. Bà phải hiểu rằng là công ty người ta cả ngàn nhân viên. Thôi thôi, tôi mệt quá, tôi không có cãi về nữa đâu. Tôi đi ngủ à. Đi ngủ đi. Thành thủ đi ngủ với nhà con. Vâng. Này, con ngồi xuống đây, mẹ nói cho con nghe này. Sếp của con á, đối xử với con như rửa là không công bằng. Vì con là gần gũi anh ta hàng ngày, rồi con làm tất cả mọi việc cho anh ta như rửa, không kể đêm hôm. Rửa mà không có một lời chúc mừng chi hết á, bần biểu chi mấy cũng không được hết á. Bực ghê, mẹ thấy đàn ông là như rửa đó. Khi cần á, thì không tiếc công, làm tất cả để cho được việc, rồi đến khi không cần á, thì quên liền thôi, ích kỷ quá. Bà ơi, nói hoài vậy, để cho con đi ngủ. Không vô tôi khóa cửa phòng rồi tôi nhốt bà ngoại nha. Được rồi, tôi vô liền. Nè, mẹ nói con biết hay. Dù cho bố con nói chi đi nữa thì mẹ thấy rằng á, nếu như anh ta mà nhớ được ngày sinh nhật của con á, thì như rửa anh ta mới trân trọng tình cảm của con, mới trân trọng công lao động góp cho con đối với công ty. Con thấy mẹ nói rửa đúng không? Vâng, đúng ạ. Giờ vô ngủ chưa? Hay là bà tính ăn hết dĩa hột dưa rồi bà mới ngủ?
Thì vô đi, tôi vô liền. Ngủ đi Gia Diệu. Vâng. Này, mẹ đi ngủ hỉ. Con cũng phải đi ngủ đi. Hai mẹ con mình sáng mai gặp nhau, được không? Vâng ạ mẹ. Trời ơi. Tôi vô liền. Em mới thức dậy à? Thức dậy á? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Theo như em biết thì anh về rất sớm mà. Mới 1 giờ sáng mà em. 1 rưỡi. Chết, anh coi lộn. Thế mọi chuyện thế nào? À, tốt. Nói chung là cuộc đàm phán tốt đẹp. Tụi anh được giảm 25% chi phí đầu vào. Thế có nghĩa là mình phải cảm ơn Huyền Diệu đấy nhỉ? Không phải riêng gì cô ấy. Công quân anh lớn chứ bộ. Tụi anh cũng rất vất vả. Và bọn anh đã phải đàm phán đến 1 giờ sáng. Em biết rồi đó. Công việc hết sức khó khăn. Em cũng hiểu chuyện này mà. Rồi. Nghĩ là anh đi với người đàn bà khác phải không? Không. Em thừa biết câu trả lời của anh như thế nào rồi. Cho nên chả việc gì em phải nghi ngờ, phải vặn vẹo hỏi han anh cả. Mà anh cũng chả ở cùng với người phụ nữ còn gì. Huyền Diệu đấy. Thì đúng rồi, xong công việc anh phải đưa cô ấy về nhà chứ. Chúc mừng anh là sau khi đưa cô ta về nhà, anh còn biết đường để trở lại đây. Em nghĩ coi. Bây giờ mà anh trở về chung cư của anh á, rất là khuya. Bảo vệ chung cư người ta đã ngủ, bây giờ gọi người ta rất là phiền. Chỉ có một chỗ duy nhất anh có thể về được, đó là ở đây, căn phòng này. Vì anh biết giờ này vẫn có người ngồi chờ anh. Kìa em, anh chưa có nói xong. Em biết tại sao anh thích trở về đây không? Bởi vì cánh cửa luôn luôn rộng mở. Anh rất thích căn phòng này. Anh ơi, chuyện đã nghe quá nhiều rồi. Quá nhiều lần anh nói với em rồi. Em chán lắm rồi. Em chào anh. Nè, tại sao em nghĩ là anh mỗi lần ra ngoài là phải đi với người đàn bà khác vậy? Em nghĩ coi. Một người đàn ông phản bội vợ mình, về nhà có thể hôn vợ mình như vậy được không? Hả? Buông em ra. Buông ra. Được. Anh cho em phải hối hận. Em phải rút lại lời nói của mình. Anh định làm gì vậy? Cho em một bài học để em ghi lòng tạc dạ. Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu, dẫu luôn là có nhau. Tôi và em đúng hai người thân, thì yêu thế nào, thì yêu thế nào, thì yêu làm sao, giống như là hai vì sao, đến đêm cũng sáng thôi. Có bao giờ xa được nhau, vẫn không gần sát.